Xin chào quý khách hàng. Hôm nay có một khách hàng rất là xa từ Thủ Đức, nhưng mà anh cũng xem theo dõi kênh em cũng khá là lâu rồi. Anh rất là thích cái model Micro DB750, và anh cũng được biết là bên em có nhiều cái giải pháp thay đổi các cái đầu xua, gọi là biến hóa đủ các kiểu á. Thì anh cũng thích cái kênh của em, theo dõi cũng khá lâu rồi, thì hôm nay anh tin tưởng anh trực đến trực tiếp tại cửa hàng bên em luôn để kiểm tra xem coi hàng hóa nó như thế nào, hát thử xem nó ra làm sao, xem nó có hay như quảng cáo hay không. Là bên em có các cái sản phẩm Micro Shure, Micro Sennheiser chính hãng, và đặc biệt là mấy cái dòng mà thấp thấp chút xíu thì em có CAF và DB Acoustic. Trong video này thì khách hàng sẽ được trải nghiệm con DB Acoustic model là 750 và thay bằng cái cặp đầu Shure Beta 58A nha mọi người. Thì khi mua nguyên bộ riêng thì giá nó tính khác, và khi mua nguyên bộ chung thì giá nó sẽ tính khác, nó sẽ thay đổi nha mọi người. Do em gọi là em gói ghém mấy chi phí để cho một cái thành một cái combo mà nó xịn sò, gói ghém trong một cái giá tiền cho nó phù hợp. Bây giờ em sẽ ghép lên dàn, test thử cho mọi người nghe như nào nha mọi người, trên dàn của CAF nha. Giây phút say sưa, xanh sẫm mơ về ngày.